rồi. Về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ái chà, ông này mà lên thì chế Linh đi show mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sự, anh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Dạ bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con này rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm, thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị cũng tập thể dục nữa sao? Gớm, xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có work out thì làm sao mà tôi có cái body sexy 3 vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Ừ, sao biết? Tạ đè riết người càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à, mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi. Tập thể dục với cho nó khỏe. Chị ơi, trời đất thôi ơi, đi bà. Thở gì mà tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả là tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không 10 ngủ cũng không có miếng nước. Xin lỗi. À, nói chung là em sorry. Sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà trố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nhá. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mà mình cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mình là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em, đúng không? Mà chị vừa lùn vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe, cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Ơi con có ế đâu mà sợ, ba ngồi con năn nỉ hoài vậy á. Này cháu, thế ế không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với Hải Đường. Chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Cớm con gái con lứa đứng dùng cái chân như tướng cướp, thấy phát ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiển lắm, thấy không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương, còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ lên để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ. được dạng thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, cái bà nói tôi, kêu tôi là qua cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng bà bỏ là đúng rồi. Trời ơi mày, nó dạ này sao? Nó lén người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào mặt ta, người em thì chửi sao? Con thông cảm đi, cái thứ người mà nhỏ con mặt khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á, nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè không đó, mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi dồi, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba. Một lần nữa Thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu nhiều người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái thơ di chúc. À đó. Ui dồi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tao còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bồng. Mà thôi mày đọc đi. Cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ấy. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành. Khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do trứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zk zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu, vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị. Chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển, Tôi với chị Lý Sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi vớ va vớ vẩn, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, ta sắp chết sảng rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe gom, nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vào họng con hoài với bác? Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi 1 triệu đô la. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị một chữ chị Lý. Ôi chết, thôi quần một kệ mẹ nó đi. Này, thế con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu đô đấy. Ơi, bảo hiểm nhân thọ 1 triệu đô. Bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Đọc tiếp đi con. Đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp bội. Thứ ba, tôi với ông Hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho Đức con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển thai bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như lan khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị, sao tôi nhớ chị quá chị Dương ơi là chị Dương. Chị sống cùng đã tiền chị về đây, chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi. Cái gì vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con, bảo hiểm 1 triệu đô con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy, thấy chưa, ông anh nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chị ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi chị Dương ơi. Trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị làm sao mà tôi lãnh được 1 triệu đô với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con á, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi trời ơi, tại bụng. Ông với con Hải Đường, ba, nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi trời ơi, ông anh thấy chưa? Cái cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy trúc nào mà hay như cái dòng duy trúc của bà chị nhà anh. Ước mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn á, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Chị nói chị thân với lại vợ tôi mà sao lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Không nhầm, em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca, con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Em hồi thật đấy, hôm nay mẹ vui thật đấy. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật đấy. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà đọc xong lá thơ cũng mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Em ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế tôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Mà bác Lý ơi, bác đây con. Tuy là lá thơm á con viết như vậy, nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ôi, con bé này nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh, chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn á là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn. Cái con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tiếng lười còn hơn mang tiếng ngu con nha. Thôi được rồi. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi chết. Về. Ôi chết ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà rồng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không, quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chia tình. Chết, tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo, Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á. Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á. Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nha, đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng mua đứt luôn cho mẹ nha. Chào con. Mình trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng. Đấy, mình giàu có mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Cái gì? Dạ con. Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? Nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng, yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều. Bây giờ có gì điện thoại tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời, tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo rồi. Ô, thế người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nhá, mặc áo xong ấy giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ gì sai cổ. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ma lấy bả cho người để lấy bả. Bà. Gì? Bác Lý này. Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân đấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác về. Ôi trời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu. Thế em rước về. Dạ. Ôi trời ơi, em rước về. Eo ôi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi. Eo ôi, trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha, nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy. Ôi trời ơi, eo ôi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo, con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cháy nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả. Ôi trời ơi, cháy nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu mà. Mẹ vui quá, mẹ dối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào. Về từ đời nào giờ, con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone nữa thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ôi dồi ôi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉ ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao, vào đây con ơi, con vào đây nhanh. Gì mà rối rít cả lên thế, hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi, ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy, con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với 1 căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi, để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu, tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Thì cũng đúng, nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy thì nó có hạnh phúc hay không đấy. Mà mẹ bảo con nghe, điển hình thế này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan. Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và 1 căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con. Con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì me gì đám cưới nó là xong. Ôi trời ơi, không. Hôm nay con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, gấp thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi, máu nước mắt thế. Ngày xưa ấy, ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ quá tự tin đấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Các anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thế thôi, thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ôi giời, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho con, mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhá. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt, mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nó thật với con, lúc nãy bố nó vào tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành một tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập phê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết là tiền là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhé. Mẹ nói mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi, này, nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu, con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nhá. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ Hải. Đường mà thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Ôi trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Cũng làm như ông trẻ con lên ba. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống. Bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Trời đất ơi, chủ nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì gớm. Dạ không có ông anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chị trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ làm sao? Đấy, thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ứa nẹo thế thôi chứ nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui giời. Tỏ tình đấy, tỏ tình. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ. Lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con. Như cái kiểu người ta nói là mỡ dông trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Cái gì mỡ mèo? Không, ý tôi bảo là hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này tôi bảo ông anh nhá, tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có 1 triệu đô với căn nhà, tôi già cả này nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháo ấm bầu, nghe tôi thèm cháo ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. Oh my god. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng, thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con, tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê giai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá, mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại BD mới đâu rồi. Ôi giời ơi là giời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ, thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho, biết đâu nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh rằng để đó tôi nhớ cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Ở đây. Đừng khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ, trời ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết á. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Nó làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Có nhiều khi đứng ở đây hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thẳng. Không được đâu bác ơi. Cái đấy không làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à? Kêu công là sao má? Thôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con... thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à? Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại BD mới kinh. Rồi ôi là rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không Không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, đừng có giỡn nha, mai tao cạo râu mày. Ôi trời ơi, mẹ báo cho con biết. Thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi để anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người. Anh như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đầu. Ôi giời ơi, đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi, cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế? Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời, ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp. Làm gì có cái chuyện âm dương là như thế nào? Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày! Trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con, có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó, lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow! vậy nữa? Trời ơi, lên nữa hả? Sao cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến tháng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi dồi ôi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay á, trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi. Bác Lý, tôi ngồi đây á. Ừ. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì bác Lý ích kỷ thôi. Ừ. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái. Mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận ta chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác biết Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không Vũ? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu. Mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này. Ngày mai á, con rủ chúng nó lòa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc. Người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bóng mới chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng rồi cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Vậy? Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu, tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Thì lý sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó. Ừ. Tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Ừ. Tôi giận, tôi la nó, tôi cũng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Ừ. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Vậy là tôi mới đứa con có hiếu đúng không? Mà phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may hết ý. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Vô á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Vô mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta. Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Thì tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường. Coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Ủa? Trời ơi, anh Hai ơi là anh Hai. Anh bắt phone đi. Rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài, anh không có chịu bắt phone em vậy. Anh Hai, anh Hai về sắp tới chưa? Hả? 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà. Nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà, gọi 10 lần 5 phút. Anh về chắc anh hốt xác em quá à. Người ta tới rồi, chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng ơi, Tùng! Tùng ơi! Tùng! Trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng! Em nè! Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh biểu. Ngồi xuống. Trời ơi! Cứu em đi này! Cứu em, cứu em! Yên lặng. Anh làm gì vậy? Bắt mạch cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tao coi mạch là vậy mà. Trời ơi! Mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì. Mà mày hối tao. Tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi. Gặp bao nhiêu người bệnh nặng. Muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết? Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh slow pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu á. Anh Hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm gì mày xài hết tiền người ta? Mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Mày bị ăn cướp hả? Đúng rồi anh Hai. 11 thằng nó cướp em đó anh Hai. Trời đất ơi, ăn cướp tới 11 thằng. Dạ, nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ đá banh. Cái thằng quỷ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết thì bị thương thôi. Mày không nghe hả? Em biết lỗi em rồi anh Hai à. Nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh Hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh Hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi, cái tướng em dày mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh Hai. Cho em mượn một ít em trả nợ đi anh Hai. Ít là bao nhiêu? 80.000. 80.000? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân, chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường tao xin 80.000 ai cho? Tao nói thiệt. Bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Trời, không gì 80.000. 8 đồng cũng không có anh Hai. Anh Hai, cứu em đi anh Hai. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ. Phải hỏi mày nè, mày chơi hụi gì tới 80.000 lận? Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi. Mỗi tháng người ta đóng 10.000. Bây giờ 6 bà hốt rồi. Còn có bà Kim với bà Chi. Một chút hai bà tới đây, bà nào hốt em cũng phải đưa 80.000 hết anh Hai. Thiệt nha. Tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cái đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không, người Mỹ người ta có câu đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền. Mà anh Hai ơi, cứu em đi anh Hai. Anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nha mày. Thấy chưa? Anh hai, kiếm cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không? Tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Trời. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em, mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. Có ba giải pháp. Có ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có, lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày. Nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rau, hấp cái bô sa làm nốt, em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà vác súng qua đây. Trời ơi, bỗng bắn ngay một cái không có còn chỗ để lũng nữa. Mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tôi tính. Ừ. Tính đi. Trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, Điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. Tất cả những cái hồ sơ trực đó tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ổng bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương, cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng, thấy chưa? Quên hết những chuyện quá khứ, bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm, cái bệnh này nó vậy mà, không sao đâu. Cô thích care ổng tôi nha. Rồi, cảm ơn cô, bye bye. Anh hai, cái gì? Anh lấy 80.000 của em phải không? Cái gì mày? 80.000 em mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mày tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80.000 đây nè. Anh hồi nãy tao mới vô thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80.000 đây mà. Ủa, không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng. Em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe. Và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất là... mất trí nhớ. Cái gì là AA được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây. Anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia gì đó rồi ha. Vậy chứ mày, tao không nghe là bắt cái vui đâu. Cái kế này không có xong rồi đó. Anh hai, cái khác đi. Anh hai, ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quảng binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền. Anh cứu em đi anh hai nha. Thôi được. Tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng không rồi. Có tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu. Em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai, bảo hai bà được tới rồi. Bây giờ nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt mà chứ. Nói nhiều nó lộ. Hiểu không? Yên tâm, yên tâm. Nha, giúp em rồi, tao vô tao chỉ mày nha. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới nhà khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà đợt này bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó. Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây tôi nứt họng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa. Nói gì? Không ăn cướp. Không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt, rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thẩm mỹ viện nữa hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không. Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào khơ thì tôi sửa mặt ngay. Rồi bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa. Bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà, thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở khơ thì người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi, nói thật tình chị em với nhau. Đợt này á, tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình, mắc gì bà phải đi mua. Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà. Chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve cái gì mà ve. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên không. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên. Ông đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi. Nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ông. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi đấy. Chưa lý tưởng nha. Người Mỹ rồi nó nói người chồng lý tưởng là người Mỹ. Nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè. Hôm nay coi có anh nào coi được tôi hốt luôn, tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế. Có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều nó không có lấy bà đâu bà. Hoàng Kiều người ta lấy 27. Mà hả? Bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu. Tôi thì một nách 3 đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là Diamond Forever, kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp, vĩnh cửu, quý giá. Nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn nó lấy chồng, chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì? Bà đeo cái hột xoàn nào, hột xoàn ấy. Trời ơi, chọi lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi search, tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín, hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo này bà thấy trời đẹp không? Ơi. Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lượn mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để trống đó. Ta nói cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy, đấy. Nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ông gọi điện nhốn nháo hết. Mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao. Tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà hút mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Không cần. Anh Điều! Anh Điều! Sao Điều hiu thấy ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi, bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Vụ gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa chuyện buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao? Ông bị gì? Tối qua tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu liền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bỏ làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Ồ, mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Nhớ tiền của tụi tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được? Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè. Tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì hết trơn. Là tôi sao mà không nhớ được? Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt. làm sao mà không nhớ được. Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí súng vào đầu tôi cũng không có nói nữa. Đó, muốn gì là anh em mà sao không biết được. Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi, là có trí nhớ mà có quên. Quên hết. Chỉ có tiền là không quên một đồng, một cách để đâu cũng nhớ nữa. Đấy, bởi vậy tôi nói ông nghe, nó hay bây giờ cứ cách gì thì cách. Ông cứ vào ông lôi ông Tùng ra đây, tụi tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà, bây giờ nhớ mà. Ông cứ vào ông lôi ông Tùng ra đi. Không đó, thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán vô đầu, nó xúc cái não ra là nó nhớ à. Trời đất ơi. Rồi chồng tôi rảnh ở nhà đang mạo dao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Bây giờ ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ. Trời ơi, đi vào coi kêu ông Tùng ra đi, nhanh nhanh. Kêu ông Tùng ra đây, kêu ông Tùng ra. Đẻ lên, chết tôi rồi bà ơi. 80.000 làm sao tiền đâu tôi đi mua hột xoàn được nữa đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Không biết như thế nào. Tùng kìa, Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng. Sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Tôi đi đâu? Vô ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Tránh ra coi này. Ông Tùng ơi. Ông Tùng. Sao chào ổng mà ổng bơ bơ vậy? Ông Tùng. Chết rồi. Nè, ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Sao chào đi, chào đi. Mày là Trần Tiêu Tùng. Sao ông ngơ ngơ vậy? Tùng chào. Chào Tùng. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Mày là em tao, tao là anh mày nè, mày không nhớ hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Em là Trần Tiêu Tùng. Ủa anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen thế. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Sợ ông bà bắt mất. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó, cái mặt cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng, bà cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Nựng riết rồi hai má tôi nó sệ luôn vậy. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mặt sệ đấy. Ông mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp, rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có đặt tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc Hoa họ Tiêu, cho nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều, Trần Tiêu Tùng. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chảy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kỳ. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đến nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ tát ngàn đâu. Này, tránh ra khui nổi. Này, này, tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui hùi, khui đi, khui khui khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hổn hụi mà đâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Anh ơi, hai bà này là ai vậy? Đây là bà Kim, bà Chi, hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Nhớ không? Nhớ. Chi? Bà Kim. Bà Chi. Không phải. Kim Chi. Tôi là Kim. Kim Chi. Đúng rồi. Tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Ông nhớ rồi kìa. Anh ơi, thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó thấy chưa? Sao nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm. Trời ơi khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy em trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Nấu đi ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là cái gì? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi, bà lôi ổng vô đây coi. Ơi, sao ngơ ngơ ngắt ngát vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Bà nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Nó đang bệnh đó. Cái này số mấy? Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi. Cái này số mấy? Số 8. Đúng rồi, 80.000 của mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Trời ơi, Tổng thống Mỹ mà ông đội thành chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80.000 đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8.000 tiền Trung Quốc, chắc tôi giết ông quá. Anh Hai, em sợ quá anh Hai. Cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano gì nó nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald, ta là Donald Trump. Trời ơi, ai mà nhớ. Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi, bây giờ ổng tên gì thì kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80.000 của tôi nè. Thôi nè, bà bình tĩnh đi, bà đừng có làm ồn. Ông làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à? Ổng nhớ rõ nè. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ. Chồng bà là cảnh sát, chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì vậy? Anh Hai ơi, thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á. Mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bả làm vợ vậy anh Hai? Cái gì vậy? Mày nhích hả? Dạ. Đứng đây. Dạ. Mày bên tao cũng phải dạy mày. Dạ. Không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, thấy chưa? Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ, không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi á. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng lắm rồi. Mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Vậy được. Có thể vài tuần. Cũng có thể vài năm. Cái gì? Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng, đừng để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Bây giờ mấy bà phải nhẹ nhàng. Nghĩ cách. Không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách ông Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. Mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi, tôi đến pharmacy tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan, còn nữa, còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Ồ vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Ôi anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, quán Hương hả? Dạ cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nhá. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Mình nấu với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư em quên nó rồi. Phải tập ba không à? Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì? Ổng bệnh thật rồi, mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhá. Dạ. Sẵn đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây hả? Hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ nho, cam, táo, chuối gì cũng được, miễn là cái nào miễn có là vitamin C với lại potassium là được. Mấy cái đó đâu có khôi phục trí nhớ anh Hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này nó còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Mắc lại gì vậy anh Hai? Không có đâu. Anh Hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Bây giờ này, mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn của mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc, chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha. Ngoại lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoại lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà. Ngoại lấy dùm chừng con ly nước đi. Hay quá, đây là triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại hả con, đợi ngoại chút nha. Ngoại già từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại già từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dớt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Đợi ngoại, mẹ già lắm rồi đi nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại hả? Nó mới kêu má, tức là nó nhớ má nó rồi. Trời ơi, chăm sóc má. Má nè con, má nè, con muốn gì? Má lấy chai nước lúc con uống đi. Má lấy chai nước uống. Nhớ là được tới má rồi. Từ từ uống đi con. Thả quạt. Sao con? Thank you. Biết thank you rồi. Biết thank you. Trời ơi, mừng quá. Mà lấy cái gói kê cái chân cho con đi. Nè con, gói nè. Kê chân lên con. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con. Sắp phục hồi trí nhớ rồi. Con tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Nội cha mày. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con đòi bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh buồn sữa nó hay gì? Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con nít người ta tao ngó luôn cái mặt cái cưng bó mặt cái nhìn cái bàn mà bàn não đó kìa trời. Anh ơi. Bà muốn có tiền không? Muốn. Chiều chuộng nó đi. Má nè con. Má là quá. Má xin lỗi. Con nhức đầu. Tội nhức đầu rồi kìa. Trời bây giờ làm sao không? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da. Đau quá. Trời ơi sao mà bóp vô cái chỗ u của nó vậy? Ây da đau quá. Ủa nó bị đụng xe sao mà. Mà sao tại sao bóp vô nó kêu chịu chiết vậy không? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chọc. Bóp vô nó kêu báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ để bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi bó kỹ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi nó kêu chiếu chiết. Anh hai ơi. Sao? Giờ em nhức cái vai quá. Nhức cái vai. Đây. Bóp vai cho nha. Bình tĩnh nha. Đúng rồi. Bóp vai cái vai nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh hơn nha. Em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nữa mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Bóp mạnh quá. Đây, bóp cái gì có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng Mã Lai là có sầu riêng Mã Lai trong anh đây. Qua bên này. Qua bên trái cây. Ô, trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả? Ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ăn vậy hả? Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80.000 tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiền đâu người ta nhớ ra. Khổ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hương phát. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoài. Không, tôi nghe lời tôi đi bà. Mà tự nhiên nó bảo người ta đi, người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. Thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có 3 đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua hột xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới bùn củi chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy 3 con quỷ đó đâu. Còn cái con mẹ Kim nữa. Thấy không? Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết. Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn đó. Mày im cái miệng lại, mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi. Nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta, thấy chưa? Em biết rồi, nhưng mà... Tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ bỏ nhà, tao đi làm. Rồi, thấy chưa? Rồi, yên tâm đi, em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Không đi đâu. Ủa? Sao nó lẹ quá vậy? Vô đi, vô đi. Làm chi cho nó mệt không biết nữa à. Hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao mà bỏ con vịt vô đây hả? Trời đất ơi, tưởng tôi con nít hả? Trời ơi. Bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây. Trời, điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì, tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Bà bước ra đây, bà nghe đây nè. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc. Nhất là cái con mẹ Chi, bà khò dễ sợ luôn vậy. Rồi cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm, kiếm tiền mua hộp xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Bà nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Đẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nhá. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi, nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa gì. Nghe. Còn cái con mẹ Kim, trời đất ơi. Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, bà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, máy là tôi để lại, tôi thu đó. Thôi, bà tôi nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi. Tôi đem đến, tôi nộp cho police. Nói police đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quyệt tiền mình cho vào tù. Hơi đau. Người ta có câu vô phúc đáo tụng đình, chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy. Bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè. Ba chanh dây của em. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến. Chồng xã hội đen mà sao tên thánh thiện, ba chanh dây. Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. Anh ơi, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không. Sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống. Anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị, kìa bà chắc chữ vậy? Chị Kim, chị Kim. Dạ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác. Bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua, bà ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Ông ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi anh. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng. Và tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi ha. Mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu có thể bỏ qua, nhưng mà xấu thì tôi thù truyền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, tôi biết mà thù truyền kiếp. Tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao. Tại đàn ông đâu cần đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng. Đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ, tôi tính vậy. Để ngày bằng ai đi. Tôi sẽ chạy lên ngân hàng, thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đã được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thiệt hả anh hai? Trời ơi, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100.000 đi, 80.000 mình đưa lại cho hai chị. Còn 20.000 anh hai cho em làm vốn. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc bác kiếm tiền trả anh ha. Đập trích cha này bây giờ. Không, không có. Mày kéo ha, mày kéo nó xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ như vậy có được không hai bà? Được rồi, được. Ngày mai á lo mà kiếm tiền trả cho tôi, không phải tôi dẫn chồng tôi qua tới, nghe chưa? Dạ dạ dạ. Còn biết qua cảm ơn người ta. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Đấy được đấy. Dạ, nói chung là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả, nhưng mà muốn có tất cả mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ. Dạ rồi để anh hai em cầm nhà rồi trả tiền lại cho anh chị. Rồi tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này mày có học được cái gì không? Dạ có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì? Alo Hồng hả? Ủa không phải anh Hồng, con Hoa. Ủa vậy tao đang gọi con Hồng hay con Hòa? Con Hoa hay con Hồng? À gọi con Hồng mà nói chuyện với con Hoa. Nói chung là sao nguyên chậu hoa hồng tao bây chưa xuất hiện. Thì ba email nói rồi 10 giờ sáng có mặt, tụi bây định 10 giờ đêm mới tới hả? Mày biết tánh anh mày rồi, có đời nào mà tao đúng giờ đâu. Nhưng mà hôm nay ba kêu tới đọc di chúc đưa tiền thì tao phải đúng giờ thôi. Ngu sao đi trễ, ông đổi ý sao mày? Rồi sao? Giờ ba nói rõ ràng là coi như có mặt đầy đủ ba anh em hái hoa hồng thì ba mới đọc di chúc. Tụi bay có tới hay không? Tôi tới rồi nè. Hả? Tới rồi hả? Trời đất ơi. Trời. Đến lấy tiền mà cũng đi trễ. Tụi bay thiệt. Anh hai, ba đâu rồi? Đi kiếm ba mà làm như nó muốn khủng bố ba vậy. Ba mới ngồi nói chuyện với tao nãy giờ ở đây. Ba nói ba ra ngân hàng chút xíu ba về liền. Gì vậy trời? Mày làm gì vậy qua? Trời, tôi bị xuyển tiền. Mới nhắc đến ngân hàng cái ba lấy hơi lên liền vậy à? Kỳ vậy đó, tôi bình thường vậy mà nhắc tới tiền là kéo cơn xuyển liền. Trời ơi. Khổ ghê vậy đó, bệnh kỳ cục quá, để ba bơm hơi xem thở. Trời ơi. Trời ơi, ba ra ngân hàng vậy là ba còn nhiều tiền lắm. Tôi mừng quá. Đâu có ngờ mà kêu tới mà chia tiền cho con cái vậy. Tôi nhớ ngày xưa ổng nói ổng gom tiền ổng về Việt Nam. Trời ơi, tôi vừa mới nghe chữ gom tiền bỏ đi cái tôi xỉu một cái cành. Tôi nằm tại chỗ tôi thở không vậy đó à. Hai người rầy la ba quá trời luôn. Nhất là con này nè. Trời ơi, nghĩ sao vậy đó. Mà nó nhìn ông già nó nói nè, trâu già mà khoái gặm cỏ non. Trời ơi, cái mặt y như con trâu. Đó. Ba mà nó nói vậy, bây giờ ổng thế nào ổng cũng ghét. Ổng đâu có chia tiền cho nó nhiều, ổng chia cho tôi nhiều. Trời ơi, vui quá. Ôi thì cũng bởi vậy mà sao bữa đó ông ấn bàn đó nha. Tự nhiên cái em vừa thấy ba mang tiền về Việt Nam cho gái ăn, cái em ông ấn bàn em nói á, mặt ba như con trâu. Mà bởi vì hôm nay biết thôi ba vẫn còn tiền cho anh em mình. Lát nữa về đây, ba về đây em sẽ quỳ với chân ba, em sẽ hát. Ba xin lỗi 3.000 lần, xin lỗi ba. Đánh mày ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, bà hát có 5 câu mà tao nói 7 tông nhạc vậy hả? Ham hát vậy á. Út Út, mày ngủ thôi mày ngái mà nó còn đâm hơi nữa đó. Chứ đừng nói hát. Nhưng mà chương trình Vista tới mày đừng có thi nha chưa. Để mang nhục gia đình nha. Ê nha, qua nãy mày nói tao la ba là tao không đồng ý nha mày. Tao có cằn nhằn ba thiệt, nhưng mà má chết đi để lại 300.000 tiền bảo hiểm. Ba lãnh xong ổng ôm thẳng về Việt Nam mà không có chia cho anh em mình đồng xu nào hết. Mày thấy không, ba tuổi già sức yếu, tao thương ba, tao lo cho ba. Tao mới cản ba chứ bộ. Bây giờ có điều quan trọng á là ba đã đi ăn chơi vậy rồi mà vẫn còn tiền để kêu tụi mình tới đây đọc di chúc, có nghĩa là ba rất nhiều tiền. Ê, có bao giờ ba trúng jackpot mà ba giấu không ta? Hả? Tao cũng nghĩ như mày, phải có chỗ có tiền vô mới được. Kìa, ba về kìa. Ba, thần tài đã về. Ba về rồi hả ba? Sao nãy giờ ba về ba không báo, để con ra ngoài kia con cõng ba vô. Lố không? Bây giờ cõng cũng đâu có muộn. Nó vẫn chơi vậy thôi chứ ba không cõng tôi chứ làm sao tôi cõng ba nổi bà. Hai đứa em sao kỳ ghê vậy? Ba đi công chuyện từ sáng tới giờ về mệt mỏi lắm, nhiều ba vô ngồi nghỉ ngơi coi. Vô đi ba. Vô ba, vô ngồi nghỉ ngơi ba. Ê con dìu ba vô. Ba vô đi ba, vô đi. Trời ơi, không biết bay dìu tao là tao dìu tụi bay nữa. Ba. Hồi sáng giờ ba đi lo công chuyện rồi, chắc ba đâu có kịp thời gian ăn uống gì phải không ba? Con có chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba rồi. Hả? Cái này đặc biệt lắm nè ba. Con cũng có chuẩn bị nữa đó ba. Ba ơi, con cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba nè ba. Tụi bánh con bao nè ba. Bánh bao nè ba. Sao mua y chang vậy? Trời, cái bánh bao này ba thích. Ba nhớ không, ngày xưa mình nghèo cái ba thích ăn bánh bao, mình đâu có tiền mua bánh bao ăn, cái tối ngủ ba nằm mơ ba kêu bánh bao. Giờ con tặng nguyên cái bánh bao cho ba. Đặc biệt lắm nha ba, ở trong nó có hai cái trứng đỏ chét. Ba, cái bánh bao còn đặc biệt hơn. Cái size này là cái size ba thích nè ba. Trong này nha, in nguyên hình mấy nhỏ hot girl chân dài tới nách luôn đó ba. Dạ. Còn cái nhân bánh bao con không có gì hết trơn á. Sao vậy? Có trái lựu đạn nổ banh sát hai đứa này. Tỉnh lố. Để đây thôi ba ăn nha ba. Để đi. Ăn ba cái bánh bao này mà không uống nước chắc dễ đi lắm. Có nước liền ba. Con mời ba dùng nước miếng. Nước miếng của chim, gọi là nước yến đó ba. Yến ha. Dạ. Cảm ơn con. Sao làm lố quá. Ông bưng ba đi thay tả luôn đi. Làm cái việc nó quan tâm thương ba mà không có biết lo cho ba gì hết à. Ba mệt không ba? Đi. Ba đi suốt cả ngày mệt lắm đó ba, để con lo cho ba. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tao chết rồi. Hả, cái gì vậy? Phổi của ba nè. Hả, sao vậy? Trời, ông giọng mà lông phổi ông già luôn à. Ba có tuổi rồi, anh làm nhẹ nhẹ ba. Dạ. Ba ơi, tụi con đâu có ngờ là ngày hôm nay á, ba kêu tụi con về đọc di chúc. Ngại quá à. Thôi, ba cứ để dành tiền trong ngân hàng đi, chia cho tụi con chi. Ba, con á giữa neo tuy không giàu, nhưng mà cũng có chút tiền. Bà đó nha, bà có tiền bà cất trong ngân hàng đi. Dạ. Đừng có đưa về Việt Nam cho mấy nhỏ hot girl ăn là được rồi. Hai đứa em sao kỳ quá à. Ba lớn tuổi rồi, ba thích làm cái gì mình phải để cho ba làm, để ba vui. Ba đã viết di chúc rồi, cản ba làm gì? Biết gì hết. Ba, không phải là con ham tiền của ba. Ba biết đánh con mà. Nhưng mà ba suy nghĩ đi, ba có một mình con là con trai, độc nhất vô nhị à. Ba chết thì cũng con chôn ba chứ ai. Tao còn sung như vậy mà mày đã tính chuyện chôn tao hay? Không phải ba à. Thời buổi bây giờ cái gì mình phải tính trước, mình cũng phải vô computer trước. Tao nói vậy đúng không tụi bậy? Dạ đúng, dạ đúng. Ba ơi, thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ cái gì mình cũng phải tính trước á ba. Chết mà cũng phải tính trước để có tiền mà chôn. Ba thấy mấy người bị bệnh nan y không? Bệnh lặt lìa vậy thôi, bị họ nghèo không bao giờ họ dám chết. Ủa sao vậy? Tiền đâu có chôn đâu chết. Dạ, nằm thở oxy không vậy đó ba. Đúng rồi ba. Mà con nói thiệt luôn, cái này là tại ba không? Dạ. Tự nhiên không rồi cái ba kêu tụi con về đọc di chúc, làm tụi con tưởng nó ba đau nặng, con lo gần chết luôn vậy á. Hồi nãy con chạy gấp ra nhà hoàng con đặt luôn cho ba cái hòm rồi á. Ôi chu đáo hết sức luôn vậy đó ba. Bà chu đáo á, chu đáo. Thì đó, con quan tâm lo lắng cho ba. Con nè, nói cho ba nghe, hồi nãy nhà hoàng nó có đưa cho con ba cái package ha. Đó, nghĩa là đám ma nó có ba đẳng cấp khác nhau. Rẻ nhất á là thiêu. Đừng có thiêu, nóng lắm. Trời ơi, chết ngắt rồi biết đâu nữa nóng lạnh ba. Mà thôi, đừng có thiêu ba. Sao vậy? Thiêu nhìn nghèo hèn lắm. Tự nhiên thiêu ba đó, cái bỏ vô cái lọ bi lớn này nè, cái mang ba ra biển rải cho cá ăn, còn gì ba nữa. Không sao đâu, có rải ba xuống cá nào cũng không dám ăn đâu. Thôi, phải đâu, cấp 1 mới là thiêu thôi, mình lên một cấp nữa nó gọi là chôn. Mà chôn có hai loại, Loại một á, là chôn theo cái kiểu bình dân, nhà hoàng nó gọi là low class funeral. Cái này giá phải chăng lắm ba. Lựa cái loại này thì được á. Ừ. Được sao mà được ba. Trời, con cũng muốn tiết kiệm. Nhưng bà nghĩ đi, đám ma của ba là con phải làm cho nó hoành tráng, long trọng chứ đâu có sền xoan được. Không? Hồi nãy con vô coi kỹ rồi nha. Nhà hoàng nó đưa cái hòm cho cái low class package đó ba. Trời ơi, đưa cái hòm có chút xíu vậy nè. Cái hòm như cái hộp vậy á. Cỡ hai đứa bay nằm vừa đó. Hả? Gì vậy? Nãy tao đặt luôn cho tụi bay rồi. Trời đất ơi. Ê, sao ông đặt cho ông cái hòm đi ông? Ông rảnh quá. Tao quan tâm, tao lo lắng cho tụi bay còn muốn gì nữa. Mày thấy không, còn cái sai của ba. Không lẽ giờ con đặt ba vô chổng rồi để ba nằm nghiêng vậy, con chân lên coi sao được. Đúng rồi, nằm coi chân vậy mỗi cẳng lắm. Bởi vậy con mới quyết định con chọn cái loại thứ ba. Ba tướng ba bự như con gấu á. Nhét vô cái hòm bi lớn vậy nè, nhìn vô người ta tưởng ba bị ngâm rượu tai gấu rồi sao. Bởi vậy thôi, yên tâm đi, con đã quyết định là con chọn cái loại thứ ba. Cái này nó gọi là deluxe package, nghĩa là đám ma hoành tráng. Đúng, như vậy mới là xứng với tao. Tao mà không chết thì thôi, nếu đã chết á thì phải chôn theo cái kiểu cao cấp. Đúng rồi đó ba. Anh Hai, anh sao nãy anh bậy quá à? Không sẵn ghé luôn lấy cái cuốn catalog kiểu hòm cho ba chọn kiểu. Ba ơi, bây giờ chết ta chôn nhiều loại lạ lắm ba. Không chừng ba chọn được cái kiểu mà hòm mà chôn đứng nè ba. Trời ơi, chết mà ông già hiên ngang nè. Gì trời, làm như ba là Từ Hải chết đứng là sao trời. Không có, nó tưởng ba là xác ướp Ai Cập, nó chôn đứng vậy đó. Mà ba, cái này nè con nói ba nghe. Sao? Chủ yếu quan trọng á không phải là cái hòn, nó mắc là cái chỗ chôn. Nhà hoàng nó cho mình chọn 3 chỗ. Chỗ thứ nhất là chôn bên bờ suối. Chỗ thứ nhì là chôn trên nhánh cây liễu. Hả? Bây giờ chết rồi modern quan tài không có để dưới lòng đất mà treo toàn ten trên cành cây liễu hả? Ê, sao giống ngọa hổ tàn long vậy? Không, tao lộn. Nó nói là chôn với hàng cây liễu. Đó. Chỗ thứ ba là lên đồi nằm. Tao nói thơ mộng y hệt như đồi Thông Hai Mộ. Thôi nhưng mà chết rồi, chôn trên đầu dưới suối chi cho nó tốn tiền. Kiếm lại cái cạc nào chôn cũng được. Theo em nghĩ á, khi ba chết phải chôn ngay bờ suối. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì lúc sống á, ba mình lười tắm lắm. Chôn bờ suối á, nước nó chảy qua người ba, người ba không có bị thúi. Được các bà, được các bà. Thôi, cái vụ suối đòi mình tính sao. Nhưng mà quan trọng là cái hòm high class market mà dành cho người quý phái nằm đó ba. Đặc biệt là cái hòm nó có máy lạnh ở trong. Hòm có máy lạnh. Ủa vậy đứa nào nhiệm vụ cắm điện cho ba? Đi cắm điện cho nó mát, nó lạnh. Vô duyên quá. Mày thiệt, đấm chọt. Mà biết không, cái đặc biệt ở nhà là cái hòm ở trên cái nắp á, nó có cái sân rút nữa. Cái lúc mà coi như bà con vô viếng thăm ba lần cuối cùng đó, cái con đứng kế bên con kéo cái rẹt, cái bà con dòm vô tiễn ba đi về nơi xa. Có sân rút hả? Đợi chút, ba đưa cái mặt qua đây. Ê, nó dặn nó làm cái sân rút cho bự nha. Chứ cái mặt ba bự lắm mà. Sao vậy? Cái sân rút mà nhỏ vậy, tự nhiên tao mở ra ngó vô thấy có cái nút ruồi không, coi kỳ lắm. Đủ vậy. Tôi coi, theo em nghĩ á, không cần sân rút sân réo gì hết trơn á. Tại vì á, anh chị biết không, đám tang á, người ta vô phải u buồn khóc lóc. Tự nhiên vừa vô kéo cái sân rút ra, người ta nhìn vô cái mặt ba ta nói mặt ông này chết nhìn vui quá, ta cười. Rồi đám tang hết trang nghiêm luôn, không có được. Ba quay qua con nhìn cái. Trời, mặt ba nhìn hài thiệt á. Vậy cái vụ sinh rúp mình bỏ qua đi. Nhưng mà cái này phải có. Cái gì? Đám ma của ba là con phải có mướn băng nhạc sống đàng hoàng. Tính mướn băng nhạc nào? Thì Liberty của Thúy Nga. Được không ba? Được. Đó, con nói bà nghe ha. Cái lúc mà cái hòm của ba nha, vừa chạm đất thôi là con cho giọng ca sĩ Ngọc Anh vút lên liền. Đừng bỏ anh một mình, đừng bỏ anh một mình. Trời lạnh quá, xin đừng bỏ anh bên suối. Bên suối là bên gì không? Suối là suối đó, nãy mày thích chôn ba bên suối mà. Bỏ đi, bà không thích cái loại nhạc đó. Chứ bà thích gì? Bà thích cái loại nhạc trẻ trung. Kiếm cho ba một cô chân dài ha, sexy chút xíu. Trời ơi, mời Như Loan đi. Nhưng mà với điều kiện là phải hát cái bài Đừng xa anh đêm nay, em biết không anh cần em. Trời đất ơi, trời ơi, lúc đó ông nội nào dám gần ba. Chỉ có tụi con cần ba thôi à. Trời ơi, mê gái chết cũng không trời. Ta chết rồi còn sexy nữa, còn mình thấy gì đâu. Thôi thôi, cái đó mình tính bác sĩ để coi tính sao. Nhưng mà cái điều này quan trọng nha ba. Cái trên cái bia mộ đó ba giàu mà, cho nên con sẽ kêu người ta khắc cho cái dòng chữ là nơi đây là nơi an nghỉ của đại gia Huỳnh Hùng Hậu. Dẹp. Sao vậy? Đời ba khổ gì hai cái chữ đại gia rồi, bỏ đi. Vậy thôi, không khắc chữ đó, con khắc một hàng chữ duy nhất thôi. Sao? Một đi không bao giờ trở lại. Dẹp. Bộ mày còn muốn tao làm người trở về từ lòng đất hả mày? Cái này nó nghĩ cái gì đâu không mà. Khắc cái câu không có ý nghĩa gì mà cũng khắc à. Ba, con khắc câu này là ý nghĩa mà ba thích liền nè. Câu gì? Ba ra đi nơi này vẫn thế. Trời ơi, con này nó còn ác con này tàn nhẫn nha mày. Đây nè, nói mấy con nghe. Dạ. Trên mộ bia đó, bà chỉ muốn khắc một cái câu thơ nào cho nó thật là lãng mạn thôi. Hiểu chưa? Bởi vậy chứ có mình con trai ba là hiểu ý ba thôi à. Ba thích văn thơ lãng mạn thôi. Hồi nãy con khắc luôn 2 câu lên mộ bia ba rồi. Vậy à? Một đi không trở lại là con này nó viết. Đúng. Còn con viết là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn sống nhăn. Hay, cái câu này hay. Ba hay đó ba đó. Bởi vậy con nói. Ba thích chưa? Thích. Con ghi vô ngang. Mai mốt chết đổi ý là không ai chịu đâu đó. Rồi, bây giờ con thấy vậy nè. Coi như con thấy cả nhà mình đó là vui vẻ với cái chết của ba rồi. Trời ơi ba ơi, tự nhiên cái nghĩ ra cái chết của ba mà được chia của nó vui nha. Ba đám ba là vui dữ lắm á. Vui. Ba. Cái vụ mà đám ma cao cấp này của ba đó là nó tốn hết của con gần 30.000. Cho nên hôm nay trong di chúc mà ba cho con dưới 30.000 là lỗi chết con trai ba đó nha. Hồi nãy giờ ba nói chơi các con thôi, chứ khi ba mất đi á, các con chỉ cần khắc lên cái mộ bia của ba mấy chữ ngàn thu vĩnh biệt, giống như là ba đã khắc trên mộ bia của má các con. Vậy là ba mãn nguyện rồi đó. Thấy chưa? Thấy ba chung thủy với má chưa? Bởi vậy á, ba biết sao không có một mình con thôi à. Con hiểu ý ba. Lúc mà ba đi về Việt Nam á hả, 2 người này nè nói hoài à, nói ba mê gái, về đó thế nào gái cũng ăn hết tiền. Một mình con đứng lên con bảo vệ ba. Con nói đúng thiệt, ba có mê gái nhưng ổng keo lắm, không có con nào nó ăn được ổng cắt đâu. Ba thấy con binh ba không? Con này hiểu ba nè. Trong nhà này có nhỏ này là mình hiểu ba. Hiểu ba sao bằng con là con hiểu ba nhất nè. Ba, phải ba đi về Việt Nam ba ăn chơi rồi ba bị mắc bệnh sida, ba về đây ba chia của đúng không? Sao mà vô duyên quá. Nhưng mà ba ơi, nó nói cũng đúng á. Thường thường là ta chết nằm xuống rồi mới đọc di chúc. Còn đây ba đang tươi xanh vậy mà tự nhiên sao đọc di chúc vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba sao vậy ba? Tại vì sao ba? Sao? Tại sao vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba muốn thấy tụi con hạnh phúc. Má tụi con mất lâu rồi, chỉ còn có mình ba thôi, hiểu không? Vậy hả ba? Sao khóc vậy? Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa má vừa mới chết, ba bỏ chị em mình về Việt Nam chơi bời. Ngày nay ba tập trung lại mọi người, ba chia của, con xúc động quá ba ơi. Khóc giả dối ba không có giọt nước mắt nữa. Bây giờ ba nói không chia cái là nín liền luôn á. Hỏi ra cái nó mít ướt vậy thôi à. Mày á, mày nghĩ sao vậy? Mày thấy không? Ba còn sung quá mà. Ba còn sống lâu với anh em tụi mình lắm. Bây giờ mày tập tính vậy nè. Ba, cái tiền mà hôm nay mà ba quyết định ba cho tụi con đó, con coi như là hôm ấy ba đưa cho tụi con giữ giùm thôi. Ha, cái con mở một cái account, con bỏ vô hết ở trong đó. Để khi nào ba cần cái ba nói một tiếng cái con đưa lại cho ba liền. Vậy được không ba? Đúng rồi đó ba. Tụi con á, chủ yếu á là tình cảm cha con thôi, chứ tiền bạc không có quan trọng với tụi con đâu ba. Ba xúc động rồi, ba chịu rồi đó. Tình cha mập như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu trong tim. Núi lớn con ngày lớn khôn, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường đã lành. Dạ cha nằm ôm con sưởi ấm đằng dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo chỉ cho xanh, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha ba khóc ba ba. Trời hôm nay ngày vui quá sao ba khóc ba? Trời ơi, bà đừng có khóc. Cái mặt ba bình thường nó xấu dữ lắm. Bây giờ ba khóc nó còn xấu dữ dội hơn đó ba. Ba mình khóc mặt đâu có xấu đâu. Ba khóc chỉ thấy ghê thôi à. Ba. Ủa? Sao ba xé gì chút? Sao ba đổi? Sao ba xé tiền của con? Dạ. Ba đổi ý, ba không cho tiền tụi con nữa hả? Ba đổi ý ba. Tụi con tập sao hát vậy ba? Cực khổ lắm ba ơi. Dạ. Trời, hát bè khó lắm đó ba. Các con cứ để cho ba khóc. Ba khóc thì ba rất hối hận. Hối hận cái gì ba? Từ lúc về Việt Nam, ba thấy ba rất có lỗi với các con. Ba đâu còn tiền cho các con nữa. Trời ơi. Hả? Ba không còn tiền? Vậy ba viết cái gì trong di chúc? Ba viết cái gì ba? Nợ. What did you say? Ba viết di chúc không phải là ba để tiền cho các con, mà là viết di chúc để các con trả nợ giùm ba đó. Các con biết không, căn nhà này ba cũng đem cầm cho ngân hàng rồi, lấy hết tiền equity ra xài, sớm muộn gì cũng bị nhà băng kéo. Ba nợ thẻ tín dụng, ba còn mượn tiền hơn 100.000 đô của một công ty tư với lãi suất cắt cổ. Nếu không thanh toán, ba sợ xã hội đen sẽ thanh toán ba đó. Ba nghe ba đổ bệnh luôn rồi. 300.000 300.000 mà ba xài gì? Ba xài dữ vậy. Bộ bây giờ hot girl nó lên giá dữ lắm hả ba? Ngay trẻ Việt Nam tụi nó lừa ba. Giờ ba về đây ba lừa tụi con hả? Con không tin. Ba thử lòng tụi con thôi phải không? 300.000 mà xài cái gì mà lẹ dữ vậy? Thôi chết. Tôi Quỳnh Hùng Hậu để lại số nợ cho con trai duy nhất. Duy nhất mình không hưởng à? Mình quá rồi, trời ơi chị ơi. Quỳnh Văn Hái nợ Bank of America 150.000. Hết bệnh rồi phải không? Hết bệnh rồi. Khỏe liền, khỏe liền. Tới mày nè qua. Hàng kế tiếp. Bệnh nặng lại rồi hả chị? Quỳnh Thị Hoa, số nợ của vai dịch lon 80.000. Kêu xe cấp cứu. Thế có mày nữa Út ơi. Trời ơi, tôi cũng có phần nữa hả? Tôi là Út, chắc tôi ít nhất nè. Quỳnh Thị Hồng trả nợ cho xã hội đen, không trả sẽ bị chém liền tại chỗ. 200. Cái gì vậy ba? Sao không công bằng vậy? Trời, nó là Út thôi mà sao nó trả có 200 vậy ba? Cái ba thiên vị vậy sao nó có 200 đồng vậy ba? 200.000 đô la đó mấy ông bà nội. Út nó hốt hết. 200 hả? Vậy được á. Chấn động quá khóc hết nổi. Ba nghĩ con là ai vậy? Con chỉ là một cái con thợ neo thôi. Ngày nào con cũng ngồi con giũa lẻ loi một mình. Mà còn không lòi ra 200 đô. Lấy đâu mà 200.000 mà trả nợ cho ba? Cha con ruột thịt gì mà chơi kỳ vậy trời. Cha điểu với tôi á không? Đừng bao giờ gọi tôi là con nữa nha. Nhìn mặt cha con là thấy không liên quan với nhau rồi. Người mặc trái xoan, người mặc trái dừa. Trái dừa làm ơn đừng đi tìm trái xoan nha trái dừa. Bực quá đi lộn cửa thấy không? Cứ cười này chắc đi vô nhà thương điên luôn quá. Vậy mà nãy can đảm hát chung nhóm tứ ca. Các con chớ bao giờ dối gian. Ba là không có dối gian. Ba nằm trong cái diện lừa đảo. Ba nghĩ làm sao? Ba biết tôi bị xuyển tiền mà. Nỡ lòng nào kêu về chia của. Không có của chia mà chia nợ. Ba làm ơn đừng bao giờ gọi phone và text message cho con nữa. Delete số điện thoại của con liền. Quyết riết cả tới đầu hẻm còn sống không nữa. Út ơi, kêu em chị xe cấp cứu Út ơi. Đã biết Việt Nam là cái nơi nhiều cạm bẫy. Bao nhiêu người về rồi tán gia bại sản. Vậy mà cũng bỏ con bỏ cháu, ôm tiền về Việt Nam hưởng lạc. Rồi bây giờ trắng tay mới bò về đây. Ba à ba, con nói cho ba biết, ba thiếu tiền nợ xã hội đen thì ba ráng lo kiếm tiền mà ba trả nó. Ba không có tiền trả nó chém ba chết thì ba ráng mà ba chịu, cho ba chết không có chỗ chôn. Alo, chủ chạy hòm hả? Tôi Quỳnh Văn Hải. Hồi nãy tôi đặt cái hòm 2 class á. Thôi cancel. Cái gì? Kệ. chết thì bỏ chiếu chôn. Ba, tụi con xin lỗi ba. Hồi nãy tụi con nóng bắn quá, tụi con nói về thôi, chứ tụi con thương ba nhiều lắm. Có một mình ba, con không thương không lo cho ba, còn ai lo cho ba nữa. Con chỉ có trách một điều á, sao ba không nói thiệt với tụi con ngay lúc đầu, để tụi con biết mà còn lo liệu giúp cho ba. Con xin lỗi. Nhưng mà tại ba, con cái mà ba lừa tụi con vậy. Nhưng có chuyện gì thì ba cứ nói, tụi con mới giúp cho ba được chứ. Ba, quay lại con ngàn lần xin lỗi ba nha ba. Mình cũng hơi quá đáng. Mà cũng tại ba, người ta chết người ta giết di chúc để tiền, ba chơi ngược ba để nợ. Thôi, các con đừng có nói nữa, ba biết lỗi rồi. Bây giờ ba chỉ mong các con giúp đỡ ba thôi. Đó, bởi vậy anh em con đi mà cũng đâu có đành lòng đâu, cũng bàn bạc rồi cũng suy nghĩ trăn trở rồi quay lại đây nè. Bây giờ con quyết định không có trả nợ cho ba, để ba trở thành Hamlet thời gian đi, để ba sám hối tội lỗi của mình. Mày nói vậy mà nghe được hả Hồng? Dẫu gì ba cũng là ba của tụi mình. Mày để ba đi homeless ngoài đường rồi người ta nói anh em mình bất hiếu biết không? Thấy ba cũng còn khỏe mạnh sung lắm mà, để ba ra hôm thì bô đứng đi. Ơi nào cũng có người mướn ba về quân giác hay cắt cỏ. Trời đất ơi, con cái gì đâu mà hợp cho đã mà quay trở lại nói trước quốc à. Tình trạng mà hai người để ba vậy hả? Ta để ba cho sáo đen chém cho rồi. Cái gì vậy? Con ơi, mấy con không giúp ba là sao đen chém ba thiệt đó. Đó, chém chết thì chôn. Không có tiền chôn rồi tụi con thiêu. Không có tiền thiêu nữa anh Hai. Vậy hỏi nhà Hoàng con có nhận Medicare không? Trời ơi, nói gì mà nói tệ vậy. Mày không lo được cho ba để chị lo. Không sao đâu, có gì nằm xuống con sẽ mua cho ba cái hòm Saisimo. Chịu khó ba nằm chật một chút xíu à. Trời ơi, chết rồi mà cũng phải nằm chai nhỏ nữa sao? Khổ quá trời ơi. Ba, tụi con tụi con ghẹo ba đó. Ghẹo ba mà. Quẹo ba thôi mà làm gì ba sợ gì. Trả nợ cho mà. Tụi con quyết định vô đây là phải giúp cho ba. Chứ vô đây sao làm gì chứ không lẽ vô không vậy thôi. Bán nhà bán cửa cũng phải trả nợ cho ba. Nè, con nói ba nghe. Bây giờ đó, cái nhà này á thì mình cứ để cho nhà băng nó kéo đi. đó. Rồi cái nợ của ba đó, ba anh em tụi con có nhiều thì bỏ vô nhiều, có ít bỏ vô ít đó. Rồi 5-7 năm mình cũng trả hết cái số nợ đó. Con trả cho ba. Còn ba đó, con tính là chia ba thành 3 khúc. Mỗi đứa rỉnh khúc về nuôi mày. Trời ơi, con ơi, con làm gì sao giống ngũ mã phân thây vậy con? Không được đâu. Ý con nói đó là coi như mỗi đứa đem ba về nuôi vài tháng. Vậy được không? Vậy được đó ba. Thấy sao Út? Thằng Cần á, đi chợ tôi phải cất từng cái cúp bông để mua on sale. Mua hộp rồi ăn nửa hộp rồi trả. Giả bộ chơi dở để tiết kiệm từng đồng bạc. Bây giờ ngồi đây trả nợ cho ba 200.000 đô. Loài con mắt con ra luôn á. Ta thử ba tính giùm con đi. Con vũa bàn tay chân rồi con lấy có 20 đồng à. Nè, giờ con vũa nguyên cái rạp này cũng đủ trả tiền nợ cho ba nó. Thôi, mày khùng quá. Đủ mà. Bao nhiêu đây còn tiền tiếp làm chi? Trời ơi. Trời ơi, con tính lên con sợ ba không giỡn nữa. Thôi, giờ con thấy vậy nè đó. Giờ ba có công lo cho tụi mình qua bên đây tụi mình mới được như ngày hôm nay. Thì bây giờ cái gì mình lo lại trách nhiệm của tụi mình thôi. Lại ha, ba biết không, người ta nói hả, trong gia đình nào cũng vậy, ai cũng chỉ có một cha một mẹ thôi. Tụi con phải ráng lo cho ba cho mẹ chứ đâu có bất hiếu được đâu, đúng không ba? Con cảm ơn các ba các má. Hả? Không, ba mừng quá, ba nói lộn. Ba cảm ơn các con. Bị mừng quá, thế ba con giúp ba mừng. Rồi, thôi giờ ba hứa với tụi con đi, ba không có về Việt Nam nữa. Anh em tụi con là lo cái gì cũng lo cho ba hết. Được rồi, ba hứa với các con, ba không về Việt Nam nữa. Hứa chắc phải không ba? Hứa chắc mà, đừng có tin ba đi. Dứt khoát không về. Vì hết siêu quách rồi về sao nổi. Trời ơi trời. Giỡn thôi.